8 giờ sáng, cụ Nguyễn Văn Tranh lại bắt đầu một ngày quẩy gánh mưu sinh trên những tuyến đường quen thuộc ở thành phố Thanh Hóa. Hơn 60 năm làm nghề mài dao kéo đã khiến cụ thuộc nằm lòng các con đường ngõ hẻm ở đây. Ở tuổi 93, bước chân cụ Tranh không còn nhanh nhẹn. Cứ đi được 10-15 mét, cụ lại phải dừng lại nghỉ. Một ngày, cụ chỉ đi được 6 km. Cụ Tranh bảo, ngày xưa còn phải cất tiếng dao, nhưng giờ thì chỉ cần thấy bóng dáng của ông lão mài dao kéo từ xa, người ta đã chuẩn bị sẵn những gì cần mài và chờ cụ đến. Trên đường, cụ gặp nhiều người nói chuyện, hỏi han. Có người mời cốc nước, cái bánh, cũng có người cho cụ thêm vài đồng. Tìm những cái năm mà 61 rồi. Thế là chờ còn mình không? Vâng. Ôi, cả có chạy nhá. Vâng. Đi đây. Vâng. Mười hai giờ trưa, cụ dừng chân trên vỉa hè, lấy cặp lồng chỉ có cơm trắng muối phừng ra ăn. Cụ hớp thêm ngụm rượu cho bữa trưa, nghỉ ngơi khoảng 30 phút rồi lại bắt đầu buổi chiều làm việc. Cũng có số người chú bu chứ xui thì bu bổ gánh nhá, ông đi xây nhau có người xây được hàng trăm đến hơn trăm. Không, tôi là làm được tôi làm ăn, tôi không làm ở trước, làm ở trước rồi con cháu ta nhọc mới nhọc đến con cháu, sau đó là cũng tôn trọng cái ban tổ chức, đi sinh là mang tiếng cái ban tổ chức, cái ban lãnh đạo chứ. Khi thành phố lên đèn, cụ Tranh lại về góc hè quen thuộc của mình, trải chiếc bạt ra ngồi nghỉ. Chừng 9 giờ tối, nơi hè phố này lại có một bóng hình quen thuộc nằm co ro, khuất sau màn đêm thành phố náo nhiệt.